Rồi, mình xin chào các bạn ha. Hôm nay mình quay cái khung cảnh phía sau nhà của mình cho các bạn xem ha. Ở bên tay trái là cái ao đang nuôi cá rô đồng các bạn. Đó, mình quay cái khung cảnh cho các bạn xem ha. Xa xa mình thấy những cái móng cá đó. Còn ở cái bên tay phải của mình, để mình đi lại quay ha. À, cái bên tay phải của mình thì nhà mình đang nuôi mấy cá tạp đó các bạn, cá rô phi, cá mè, cá tra đó. Mỗi loại cá mình nuôi một ít. Với nuôi khoảng 100 con vịt cỏ các bạn, cho nó đẻ mình lấy trứng. Đó, xa xa các bạn thấy những con vịt nó bơi sát cái bờ bên kia đó. À, cái con vịt này nó bơi dưới đây nên nó ăn rong rêu đâu cũng nhiều đó các bạn. Mình cho ăn một ít cám nữa là no à. Mỗi ngày nó đẻ khoảng được 50 đến 70 trứng à. Cái ao này thì quá bự luôn, nó bơi thoải mái. Còn những cái cây này là cái cây bàng Đài Loan các bạn, nhà mình trồng trên cái đê. Cây bàng này cỡ 1 năm nữa là bán được rồi các bạn, 700-800 đến 1 triệu một cây. Với lại nhà mình cũng có trồng thêm một ít chuối trên cái đê các bạn. À, khoảng 10 đến 20 mét thì sẽ có một lùm chuối, chuối xứ các bạn. Có một vài chuối chín nè, để mình quay cho các bạn xem. Cái hoài này nó chín cây luôn các bạn. Mình không xuống thăm mấy ngày là mấy con chim đồ nó ăn hết à. Này để tí nữa mình lấy cái dao xuống chặt đem về. Chín cây kiểu này ăn ngọt lắm. Lâu lâu xuống thăm là chặt, các bạn có bữa xuống chặt được mấy hoài luôn ạ. À, ở dưới kia còn mấy cái lùm bự lắm. Trồng dài xuống tới dưới suối luôn. Từ đây xuống dưới đó khoảng 200 mét nữa mới hết đất các bạn. Vậy để mình quay cái đầu trên của cái ao cho các bạn xem ha. Đây là cái đầu trên của nó. Đó. Đây, dài lắm các bạn, cái ao dài lắm. Dài khoảng từ đây xuống đến cuối dưới ao dưới là khoảng trăm mấy 200 mét á. Thì sẽ có một cái con suối nữa ha. Con suối đó để mình thải cái nước ao ra đó.